Hello hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng em đã quay lại với channel của chúng ta. Mấy ngày hôm nay thì sau đi anh em, bởi vì cuộc sống mưu sinh cho nên mình nghỉ những cái ngày vừa qua để tập trung vào bản bài cái nick léo téo. Cho nên để dành tặng cho anh em một clip thì ngày hôm nay thì mình sẽ đánh một, mình có đọc một thử thách của các bạn gì đấy cũng khá lâu rồi. Và bây giờ mình có làm cái thử thách này, nó rất là hay để giúp các bạn có stress và giải trí. Clip này đặc biệt đó chính là mình sẽ chơi Violet, chỉ sử dụng only chiếu 1 và sẽ không tăng và sẽ không sử dụng chiếu 2 và chiếu 3. Thật sự như các bạn đã biết thì Violet, để các bạn nói về một cơ chế bình thường để sử dụng cho tối đa mình 3 chiếu thức là một vị tướng chơi đã khó rồi. Nhưng ngày hôm nay để chúng ta sử dụng một chiếu thức để đối đầu vào giữa và late game thì đó là một cái việc nó rất là khó hơn nữa. Cho nên đó là cái thử thách, sẽ là thử thách và mình sẽ dành tặng các bạn những cái rất là tuyệt vời. Đấy, và các bạn đã biết thì trận đấu ngày hôm nay thì sẽ có, nói chung là các bạn đã biết rồi. Không biết trận đấu này mình sẽ bắn được không, khi gặp con Tara và cái Red thì mình nghe có vẻ nó rất là nạt. Thế với thằng rắn Morgana đi mid nữa thì nó tím, nó là một trong những cái vị tướng tím tay rất là khó chịu. Và đặc biệt là hôm nay mình chỉ sử dụng duy nhất chiếu 1 các bạn nhé. Nó rất là khó thì các bạn hãy theo dõi mình sau đây. Mình sẽ tập trung làm thế nào để mình xanh nhất có thể để lúc đó mình bắn. Đấy, nhiều khi người tay cực muốn dùng chiếu 2 chiếu 3, đằng đi ra mình sẽ nâng chiếu 2 chiếu 3. Nhưng mà nâng vào thì mình sẽ nhiều lúc mình kiểu quen ấy, thì mình sẽ dùng, cho nên tốt nhất là sẽ không quen. Với lại thứ hai các bạn ấy có một cái rất quan trọng là các bạn hãy nhìn ở trên cái màn hình của các bạn ấy, đấy là cái số điện thoại. Số điện thoại chỉ dùng duy nhất cho tất cả các bạn nào mua nick VIP từ giá 1 triệu cho đến 10 triệu đổ về các bạn nhé. Thì 1 triệu thì sẽ có những cái nick nào, mình cũng xin nói luôn là 1 triệu khi các bạn gọi qua số điện thoại đấy và chỉ mua được ATM thôi, mua qua tài khoản ngân hàng thôi. Các bạn sẽ sử hữu được một cái nick là sẽ có trên 200 viên ngọc ba nhé. Và thậm chí sẽ có những cái nick phún tướng và skin nó phải vài trăm skin trở lên. Đấy, thì hiện tại bây giờ cái lượng nick liên quân mobile nó khá là rẻ. Nếu bạn nào mua bằng thẻ thì các bạn hãy vào shop mưasương.vn. Còn không các bạn sẽ liên hệ qua cái số điện thoại này của mình. Chỉ có mua nick thì các bạn gọi nhá. Còn các bạn bán nick, tất cả các bạn là mình đang nhiều nick bán nó chưa được đấy các anh bán. Đấy, cho nên là bạn nào mà muốn mua cái nick, nói chung là phún ngọc này, mình chỉ ưu tiên bán những cái nick phún ngọc thôi, bởi vì thường là mình sẽ nhập những cái nick phún ngọc và trên 200 viên ngọc 3 về để cho tất cả các bạn nào mới chơi hoặc là chơi lại nick để các bạn có cái lượng ngọc sử hữu dồi dào để các bạn chơi là tuyệt vời. Đấy, còn bạn nào mà muốn những cái nick VIP hay skin VIP, skin SS hữu hạn thì các bạn cũng đừng có ngại ngần mà nhắn tin qua hoặc gọi điện qua cái số điện thoại đó của mình nhé, 0868610000. Đấy, hy vọng anh em nào có thể là có ai mua nick, hay là có anh em nào mà kiểu bị mất nick, hay là kiểu không có nick, không muốn cày lại thì các bạn có thể gọi qua các bạn nhé. Nói chung giá nick của mình thì tầm 1 triệu trở lên, nói chung 1 triệu thì các bạn cũng sẽ có một cái nick là trên 200 viên ngọc 3 rồi, và cũng vài trăm skin và cũng là phún tướng rồi. Đấy, cho nên rất là rẻ các bạn. Các bạn cứ nhấc cái máy, các bạn gọi qua cái số đấy là chắc chắn các bạn sẽ được rẻ. Rẻ có đấy, siêu rẻ các bạn ạ. Và mình khẳng định luôn, những cái nick mà mình bán 1 triệu ấy thì các bạn phải bỏ tiền ra mua 3 đến 4 triệu mới mua cái nick đấy. Mà các bạn mua cái nick 2 triệu ấy thì đương nhiên đâu, cái nick đó các bạn sẽ phải bỏ ra 4 cái đến 6 triệu. Nhưng cái tính chất thật của cái nick 2 triệu đấy thì người chơi đã phải nạp vào ít nhất phải 30 triệu vào đó rồi. Mình khẳng định các bạn một điều như vậy. Đấy, các bạn nào chơi liên quân mobile, các bạn nạp thẻ các bạn biết. Các bạn nào chơi từ ngày xưa đến giờ ấy, các bạn nạp thẻ ấy, các bạn thử nhầm lại xem. Các bạn đã nạp mấy chục triệu đâu, có người cả trăm triệu cơ. Đấy, cho nên bây giờ bản nick bản nó rất là rẻ bèo. Cho nên anh em nào mà có kiểu cảm giác bị mất nick, hay là chơi lại cảm giác nó cay ngọc, nó chán ấy, thì anh em đừng quên đăng hay gọi qua số điện thoại đó giúp mình, để mình có thể là tư vấn và giúp các bạn những cái nick. Và đương nhiên thôi, nick sẽ là tài khoản Garena thông tin cá, và mình sẽ bảo hành các bạn nói chung là trọn đời thêm cỏ đâu. Mình sẽ bảo hành các bạn trong khoảng 10 năm. Đấy, đến thứ 5 thứ 11 thì tùy các bạn thôi, mình sẽ bảo hành các bạn 10 năm nhá. Cho nên các bạn đừng quên đăng hãy gọi qua số điện thoại và ủng hộ cho mình các bạn nhá. Hãy gọi qua, ok. Rồi bây giờ thì
Mày nói thì bây giờ là KDA của mình là 503 thôi, và team mình là ăn được 10 mảng thôi. Thì như bạn biết thì này dư mình thực sự rất là ngửa tay khi muốn sử dụng chiêu 2, chiêu 3 không thể được các bạn ạ. Còn bây giờ cái thế trần thì nó khá là easy thôi. Nói chung là mình cũng khá là xanh thôi. Nhưng thực sự Violet chỉ dùng được bùi chiêu 1 thì hầu như nó chả khác gì là một vị tướng bắn cháy cả. Bởi vì chiêu 2 và chiêu 3 của Violet nó thực sự nó không mang đến hiệu quả nhiều, nhưng trong những cái tình huống thì nó sẽ rất là lợi thế. Chẳng hạn chiêu 2 làm chậm đấy, chiêu 3 nó bắn theo phân đám máu, nó rất là kinh dị các bạn ạ. Chiêu 3 này bắn đánh rất là ác luôn. Đấy. Cho nên là các bạn này, thằng ta ra thằng này thì bắn cái là cho chết. Ôi trời ơi, cha là trổ. Ôi thằng cơ rét nó được im mà bắn không mất máu. Ôi cha ơi. Thôi, chào anh em ơi. Tím nào thì mình chỉ bắn được thằng Slim. Rồi thằng Mugna. À, thằng Tạm, thằng Rừng nữa các bạn ạ. Khiếp cái tím mà thế, tự nhiên hôm nay gặp cái thử thách thì gặp đúng là cái tím vớ vẩn. Nó pick đúng cái tím này, nay thì biết chơi như nào mà. Đấy, quay lại một chút của anh em nhá. Hy vọng anh em nào mà có muốn mua nick tầm 1 triệu thì lên thì các bạn anh em gọi nhé. Chứ ví dụ như anh em mà mua cái nick vài trăm nghìn thì anh em vào shop mưa sướng .vn anh em mua giúp mình cái, mua cho tiền lời. Đấy, không anh em nhiều khi anh em nhảy mày đêm hôm không ngủ được, gầy hết cả người các bạn này. Đấy, cái này là anh em phải cố gắng nhé. Đây. Thì như bạn biết thì mình sẽ nói chung á, Violet thì mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều rồi. Nhưng về cái chuyện mà đối đầu với những vị tướng chiều vấn hay là các thứ linh tính ấy, thì quan trọng nhất là các bạn phải giữ vị trí. Mà làm thế nào để giữ vị trí thì chúng ta đơn giản thôi, chúng ta phải đặt mình là vị tướng sát thủ. Khi vị tướng sát thủ thì chúng ta sẽ làm gì thằng Violet đấy, chúng ta sẽ đặt lại, đặt ngược lại thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc tốt hơn đấy. Cho nên là cái việc các bạn chơi xạ thủ thì các bạn phải bắt buộc cắn cái sát thương của team địch. Để làm thế nào để các bạn chơi ra một trận đấu thật là tốt các bạn nhé. Thì mỗi trận đấu của các bạn gặp thì sẽ có vô van như vị tướng khác nhau. Thì cái quan trọng phân tích đấy thì các bạn phải phân tích đấy. Thì sẽ có nhiều cách phân tích sau đây. Thứ nhất đó là phải biết được team địch thằng nào xanh đấy. Ví dụ trong 5 thằng đó thì các bạn sẽ chọn nó một thằng xanh nhất. Ví dụ thằng Triệu Vân nhá, là thằng xanh nhất đấy. Thì mình sẽ phải phân tích là nó giết mình trong khoảng áng tầm khoảng bao nhiêu lúc. Ví dụ nhá, nó xanh nó có thể giết mình trong một combo chiếu 3, chiếu 1, chiếu 2, một đập là mình chết. Hoặc có những lúc nó xanh nhưng nó đập mình một combo và đập thêm vai, đập thương nữa. Đấy, thì mình phải biết được là nó giết mình khoảng bao nhiêu giây chết. Thì cái đó mình mới có vìn được dự vị trí và mình đánh nó như thế nào cho hiệu quả. Ôi, cái phá này từ còn bằng xương rồi sao? Đó, cái thằng Slim mình không thể tin nó phía vớ vẩn thật. Máy quá, quả phá mình thì dùng bằng xương. Ngáo đấy, ngáo đét luôn. Đấy. Cho nên khi các bạn bắt buộc phải cắn sát thương như vậy để làm gì ạ? Để chúng ta biết được rằng là chúng ta nên xuất hiện trước nó, hay là chúng ta nên đứng xa nó, hay chúng ta nên như nào. Thì đó là tùy thuộc vào vị tướng xanh trong một trận đấu. Chẳng hạn mình sẽ phân tích là ví dụ như thằng Triều Vân nó có bó mình một phát chết thì đương nhiên thôi. Nếu có mắt tầm thì bản thân mình sẽ không bao giờ ra trước, hoặc từ khi mình thấy thằng Triều Vân sử dụng chiêu 3 thì lúc đó mình mới xuất hiện ra đánh nhau. Đấy, còn mình nói thật các bạn nhé, nhiều bạn bị mắc một cái lỗi chơi xạ thủ ấy, khi các bạn mà gặp một thằng xanh giết các bạn một con bó chết mà các bạn cứ đấm cái mặt ra để cho nó thấy, thì cái việc các bạn bị giết, cái việc rất là đơn giản thôi. Đấy, cho nên các bạn phải cân nhắc trước những cái đó. Còn nói chung là sẽ có nhiều clip mình sẽ chiến xấu về cái cắn sát thương này. Cái cắn sát thương này thực sự là không phải clip một clip hai các bạn có thể sẽ hiểu đó, mà nó phải trải qua một cái quá trình rất là dài hơi đấy, để các bạn có thể cắn được sát thương của mỗi vị tướng nhé. Chắc chắn thôi, không có một ai cắn được 100% lượng sát thương của team địch đâu. Nhưng chúng ta sẽ án được tầm 80% là cái vị tướng nó gây ra cho bản thân mình. Thì 80% thì thực sự là cũng khá tốt đó. Mình nói thẳng, kể cả những người chơi liên quân tốt nhất hoặc đấu trường chuyên nghiệp ấy, người ta chỉ giỏi lắm tầm 85% thôi. Chỉ cắn được sát thương của team địch bên kia tầm 85% thôi. Chưa bao giờ ai cắn được 100% hết. Ví dụ không ai cắn được nó gây được 5.000 máu là đúng 5.000 máu đâu. Có khi tầm khoảng 4.000 năm hoặc là 4.000 bảy thôi, chứ không được 5.000 năm. Cho nên cái việc các bạn chơi liên quân ấy, người chơi tốt hơn người kia nó chỉ nhìn những cái chỗ là biết cắn sát thương thôi. Biết cắn sát thương thì nó sẽ hiệu quả như nào ạ? Chỉ giúp cho chúng ta có những cái vị trí đánh, có cách chơi hù báo, có những cái lối chơi nó kiểu nó chủ động hơn đấy. Khi chúng ta biết được sát thương team địch nó gây ra cho bản thân mình từng vị tướng thì chúng ta sẽ chơi chủ động, chúng ta sẽ bắn những thằng nó rất là thoải mái đấy. Chẳng hạn trận đấu này thì mình sẽ khẳng định luôn, chả có vị tướng nào solo được mình cả, nên mình di chuyển rất là thoải mái và cực kỳ hù báo đấy các bạn. Kiểu vẫn cả làm gì nữa, một con bó mất cả một nửa cái máu đấy. Thằng Kret này thì mình không một bắn nó, và thằng Tara này thì chết rồi đấy. Rất đơn giản các bạn nhé, và cảm ơn các bạn rất nhiều, và đừng quên rằng các bạn nhé, bạn nào mà muốn nick
tầm 1 triệu trở lên thì đừng quên hãy gọi qua số điện thoại 086861440 các bạn nhé. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ ở trong trận đấu thì cũng ok thôi, thì mời các bạn chiếm ngưỡng thôi. Ok. Messing with my head again.